Nhân chứng hãy cho biết thủ phạm hiện có mặt ở đây hay không? Dạ có. Nhân chứng có thể chỉ ra không? Con gì? Sao mày lại nói dối hả? Sao mày lại hại tao hả? Không ai tin tưởng mình hết. Những lời cậu nói trước đây không có 1% nào là giả dối chứ? Không có. Nhưng tại sao luật sư lại hỏi vậy? Do 1% đó mà 99% còn lại có thể trở thành lời nói dối. Tôi muốn luật sư biết là pháp luật không chỉ để tuân theo mà còn có thể lợi dụng. Mọi người khi tìm đến những luật sư công chúng ta, họ đều hy vọng sẽ được giúp đỡ. Họ có tội hay không, chúng ta đều phải làm tốt nhất cho họ. Nếu không làm được điều đó thì không xứng đáng làm luật sư công đâu. Luật sư biện hộ, dạ. Cô có chấp nhận lời buộc tội của công tố viên không? Thưa quý tòa, tôi không chấp nhận lời buộc tội đó. Tôi chắc chắn cô ta nói dối. Sao cậu dám chắc hả? Vì tôi có thể nghe được suy nghĩ của cô ta. Đôi tai ngoại cảm phát sóng lúc 21:30 thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV3.